Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang 82, tập làm văn, luyện tập phát triển câu chuyện. Câu 1. Dựa theo cốt truyện vào nghề, hãy viết lại câu mở đầu cho từng đoạn văn. Để giải bài này thì chúng ta sẽ dựa theo phương pháp cốt truyện chính gồm có 4 sự việc như sau. Valia mơ ước trở thành diễn viên xiếc, phi ngựa, đánh đàn. Em xin vào nghề và được giao quét dọn chuồng ngựa. Valia nhờ đó làm quen với chú ngựa diễn. Về sau, Valia trở thành diễn viên xiếc giỏi. Và đây là lời giải chi tiết của cô. Ở đoạn 1, mùa Giáng sinh năm ấy, Valia tròn 11 tuổi, được bố mẹ dẫn đi xem xiếc. Đoạn 2, rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Valia xin bố mẹ cho ghi tên học nghề. Đoạn 3. Thế là từ hôm đó, ngày ngày, Valia làm việc trong chuồng ngựa. Đoạn 4. Bằng sự cố gắng của mình, Valia đã trở thành diễn viên xiếc được khán giả ái mộ. Câu 2. Đọc lại toàn bộ các đoạn văn trong truyện vào nghề mà em vừa hoàn chỉnh và cho biết. A. Các đoạn văn được sắp xếp theo trình tự nào? B. Các câu mở đầu đoạn văn đóng vai trò gì trong việc thể hiện trình tự ấy? Và lời giải của cô đó là A. Trình tự sắp xếp các đoạn văn sắp xếp theo trình tự thời gian. Nói rõ hơn, việc xảy ra trước thì kể trước, việc xảy ra sau thì kể sau. B. Vai trò của các câu mở đầu đoạn văn thể hiện sự tiếp nối về thời gian, tác dụng của câu mở đầu để nối đoạn văn sau với đoạn văn trước. Câu 3. Kể lại một câu chuyện em đã học qua các bài tập đọc, kể chuyện, tập làm văn. Trong đó, các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian. Và sau đây, cô sẽ kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của Andreka. Andreka sống với mẹ và ông. Ông em đã già nên rất yếu. Một buổi chiều nọ, ông lên cơn đau nặng. Mẹ bảo Andreka đi mua thuốc. Em vội vã đi ngay. Nhưng đi dọc đường, Andreka gặp các bạn chơi bóng. Cậu hăm hở tham gia cùng các bạn. Một lúc lâu sau, Andreka chợt nhớ lời mẹ. Cậu vội vã đi mua thuốc rồi chạy như bay về nhà. Về đến nhà, Andreka thấy mẹ mình đang nức nở khóc. Thì ra, ông của Andreka đã mất. Từ đó trở đi, mặc dù mẹ đã nói rất rõ ràng, cậu không hề có lỗi trong cái chết của ông, là vì ông đã chết ngay khi cậu ra khỏi nhà. Nhưng Andreka luôn tự dằn vặt mình vì buổi chiều mãi chơi hôm đó. Các em ạ, như vậy cô đã hướng dẫn các em làm 3 bài tập trong bài tập làm văn, luyện tập phát triển câu chuyện. Cô hy vọng các em có thể dựa vào bài của cô để hoàn thành tốt bài của mình. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.